mà bây giờ sắp ra thuốc hết rồi đó. Anh đi nó la làng, nó khóc hoài à, nó đòi cắn lưỡi từ từ chịu không nổi. Bữa giờ hàng xóm đang nghe nó la xong chạy qua coi á, nó gùng mình xong mờ nó la làng chịu không nổi. Nhìn nổi nó một nhỏ xíu mà là đau rồi. Mà thấy cái mục to lắm luôn. Ban đầu tiên có một cái bên đây à. Xong rồi cái bắt đầu cũng đi điều trị xong nó lên hai bên, xong nó sưng đằng sau nè. Trời. Nó nhức lẹ không chịu nổi luôn, cứ khóc hoài à, la làng à, hàng xóm ai cũng chạy nó thôi. Nó giật cũng tại, nó giật cũng vậy nè, cái nổi rồi. Trời. Bây giờ mình cũng trời ơi, tôi chạm sang đêm luôn, tôi chạm sang đêm rồi nó chẳng còn nữa. Khỏe mạnh á, nói nó còn bệnh vậy đó, nó không tôi. Buổi sáng sớm là bắt đầu hàng xóm đây chạy ra coi sao la gì. Cái mục này là có thuốc cái này cho đỡ đau. Bây giờ chị xin mấy anh giúp tới chồng em cho. Trời, chết tay luôn rồi chị em ơi. Gọi cho đừng đau tội. Dạ Minh Quận, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Dạ thì hiện tại thì em cùng với mấy anh cũng đang có mặt tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cô chú anh chị. Thì qua lời kêu gọi của anh Thắng miền Tây thì em cùng theo mấy anh để đến đây chia sẻ một hoàn cảnh của em trai 25 tuổi. Thì nghe đâu em mắc căn bệnh kỳ lạ, thì hai bên cổ của em nổi hai mục rất là to cô chú anh chị. Thì hàng ngày em đau đớn, thì hàng đêm thì hay la hét cô chú anh chị. Thì nghe đâu hoàn cảnh thì cũng khó khăn, thì đến đây chia sẻ thì cũng muốn giúp đỡ cho gia đình, nhưng chưa kết nối được chứ quý nhà hảo tâm của chú anh chị. Thì kênh em cũng còn nhỏ, cũng theo mấy anh để chia sẻ, cũng muốn giúp đỡ hoàn cảnh. Thì mong cô chú anh chị yêu mến cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để kết nối được với khán giả, cũng như kết nối được với quý nhà hảo tâm, giúp đỡ được phần nào cho gia đình những hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sóc Trăng của chú anh chị. Thì em cũng xin mời cô chú anh chị cùng anh em để trực tiếp vào bên trong để cùng hỏi thăm, để hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cũng như căn bệnh của em hiện nay như thế nào. Dạ em xin mời. Em tên Thùy. Thùy. Dạ. Nói thì hôm nay nhóm của anh em ở Sóc Trăng á thì có nhận được một cái lời giới thiệu đến đây để chia sẻ một hoàn cảnh. Nghe nói là của một em trai là bị bệnh, đang bị bệnh rất là nặng luôn. Dạ. Anh em cho nói là ở đây cài đây. Là em trai nó bị gì vậy em? Em không có biết bị gì, mà đầu tiên đó cái cổ nó bị nổi hột lên nhỏ giống như bị mục vậy á. Xong rồi cũng đi chữa trị nhưng mà nó hết, nó cứ to lên dần, xong rồi nó nhức tối, nó khóc, nó la hoài à. Trời ơi, anh thấy cái hình gì đâu mà hai bên đây nè. Bắt đầu tiên nó nhỏ, nó có một bên nè, xong rồi cứ cũng đi điều trị đủ chỗ, ai chỉ chỗ nào cũng đi chỗ đó, nhưng mà nó không hết, nó vẫn to lên bên đây. Xong rồi nó được sưng ở đằng sau nữa. Trời ơi. Em nó tên gì, bao nhiêu tuổi vậy em? Em hả? Em trai á. Thạch Vũ Lương 25 tuổi, Thạch Vũ Lương. Thạch Vũ Lương 25 tuổi. Vũ Lương. Vũ Lương á. Vũ Lương. Dạ. 25 tuổi. Em có biết là em trai nó bị bệnh vậy là lâu chưa? Dạ cũng từ còn khoảng tầm 6-7 tháng á. 6-7 tháng á. Rồi hiện tại là không có đi bệnh viện gì hay điều trị? Có đi đủ chỗ hết. Nói chung là ai chỉ chỗ nào cũng đi chỗ đó. Nhưng mà em nó đi nó có khả năng bao nhiêu đi bao nhiêu mà không hết. Bệnh viện người ta nói sao em? Bệnh viện người ta nói bị kiểu như biến chứng qua ung thư á. Ông đâu, bà hai bệnh đâu hả? Biến chứng qua ung thư. Bắt đầu tiên biến chứng qua ung thư, sau này đi là bị hạch, người ta nói bị hạch. Trời ơi. Xong rồi cũng người ta chỉ đi thuốc, đi thầy thuốc, đi đồ cũng không, cũng đi xong rồi về đi tháng cũng về cũng không hết, càng đi là càng nhức đau thêm nữa. Nó la làng, nó khóc hoài à, nó đòi cắn lưỡi tự tử luôn. Chịu không nổi. Bữa giờ hàng xóm đang nghe nó la xong chạy qua coi á, nó gùng mình xong mờ nó la làng chịu không nổi. Nhìn nổi nó một nhỏ xíu mà là đau rồi. Mà thấy cái mục to lắm luôn. Ban đầu tiên có một cái bên đây à. Xong rồi cái bắt đầu cũng đi điều trị xong nó lên hai bên luôn. Nó lên hai bên xong nó sưng đằng sau nè. Trời. Nó nhức lại không chịu nổi luôn, cứ khóc hoài à, la làng à, hàng xóm ai cũng chạy vào coi á. Một gì ghê vậy. Em cũng không gần nữa, người ta nói hạch gì em không biết nữa. Nhảy như nó khóc đi trời. Chắc ác tính. Ác tính. Vậy là cũng đi bệnh viện nhưng mà có đi đủ chỗ nhưng mà ta không có trị hết ha. Dạ. Bây giờ là em nó về nhà. Dạ. Nghe nói là cũng có vợ có con hả? Có vợ có con, có đứa con mấy.
tuổi mấy. Mới còn nhỏ ha. Dạ. Bây giờ là giống như không còn khả năng đi bệnh viện nữa, ở nhà. Hai vợ chồng thôi. Chạy đủ chỗ, hàng xóm người ta cũng gom góp cho người bao nhiêu cũng đi hết rồi, hết khả năng rồi. Bây giờ về nhà ở nhà. Giờ hết khả năng nằm ở nhà. Trời ơi, quá tội. Ở đây người ta cũng hàng xóm này người ta cũng chạy qua cho người 150 rồi, xong đầu người ta chỉ đi chỗ này chỗ kia. Mày cũng không hết. Cũng đi tùm lum hết rồi. Bây giờ hết khả năng, giờ nằm ở nhà, tối nào cũng gơm khóc á. Mấy bữa trước bữa hôm qua em kia đòi cắn lưỡi tử chịu hết nổi rồi. Nó đau nhất. Đau nhất á. Mình này một ngọt hơn la trời nữa. Thấy cái vết thương cái sưng á, nó kinh hồn luôn cả nhà. Giờ nằm không được, nó nằm nghiêng hôm này bên kia đau nhất. Còn mỗi lần mà em mà gên là em nghe luôn hả? Nhà em kế bên hả? Không, nhà em xa á. Cách đây mấy căn nhà mà cũng nghe nữa, tại la nghe to luôn hả? Nghe cả làng luôn. La to buổi sáng vậy. Sớm là bắt đầu hàng xóm đây chạy ra coi sao la dữ vậy. Em là bà con ha. Dạ bà con hàng xóm gần nhà. Xóm thôi. Dạ. Em thấy cái hoàn cảnh thì cũng dành đặc biệt. Dạ. Mà mắc thêm cái bệnh nữa. Bệnh rất là lạ luôn cả nhà. Mới có 25 con tuổi. Nhỏ nó không làm ra gì ra tiền hết, bệnh đau, con mới nhập viện mới gì à? Mới gì được mấy bữa nhỏ bệnh. Con cũng bệnh luôn. Con bệnh luôn. Nghe nói vợ thì nghe nói cha bên cha mẹ cũng mất hết rồi, bên vợ bên hả? Bên vợ chứ cha mẹ mất hết rồi. Bây giờ cũng giờ nhà cũng có ở, hai chồng đâu có nhà ở đâu, phải ở đậu ở nhờ nhà cha. Nhà bên đây ha. Nhà bên đây người ta cho, người ta dựng lên, người ta cho ở đỡ hết cả. Dạ. Dạ. Nhà đâu có nhà đâu, người ta dựng, người ta cho cây cối đồ đồ cấp đỡ ở đỡ. Nhìn tưởng hồi nãy là cái chòi thôi, nó nghe mà đây là nhà hai chồng với đứa con ở đó hả? Mấy hôm là nó còn khỏe đi làm ở trên Bình Dương á, xong rồi bệnh xong về chú chị chứ đâu có ở nhà, đâu có nhà cửa đâu. À lúc trước là hai chồng trên Bình Dương. Dạ. Đi làm. Xong rồi bị bệnh á, xong rồi về xong không đi chữa trị đủ chỗ á, xong mà không có nhà ở, xong mà hàng xóm người ta cho nhà, người ta dựng lên cho ở tạm vậy á. Tội nghiệp vậy. Đang đi làm lo cho vợ con mà giờ phát bệnh như vậy. Bây giờ em dắt mấy anh qua bên nhà được không? Dạ. Rồi con chào mấy cô nhé. Để con qua thăm nhà của em Lương đó không? Đây là nhà của em Lương của chú anh chị. Thì em mới 25 tuổi. Thì nghe mắc căn bệnh thì phần cổ em sưng lên rất là lớn luôn của chú anh chị. Thì em cũng mời chú anh chị vào bên trong. Dạ anh chào cô. Em mua mấy ngày nè. Cái gì cô gấp nó đạo nó giật á. Nó sớm khóc. Nó giật cũng tại nó giật như vậy nè, cái nội là khăn đắng người. Em leo lên đó đi. Nó nội đắng người. Bây giờ gần đau nữa rồi đó. Vợ leo lên đó nha. Quá tội em ơi. 25 tuổi nè cả nhà ơi. Bây giờ băng đang có thuốc cái gì. Ăn gì đâu hết. Nè vợ của em Lương. Xe qua bên đây được không? Xe bên đây được không? Ừ. Ôi đau lắm kìa. Ôi dồi. Khổ quá trời luôn trời. Rồi đi em đau nhất em nhớ niệm Phật đấy kệ. Bây giờ mình cũng trời ơi, đi đủ chỗ à. Sáng đêm luôn, tôi nhàn sáng đêm còn ở chỗ còn nữa. Khỏe mạnh đó. Nói đâu có bệnh vậy đó, đâu có người. Cúc tay đêm tôi không được ngủ gì vậy hết trơn, bệnh tôi nữa, tôi bệnh nữa đó, bệnh mấy ngày này như vậy. Sớm con vậy đó à, con đó hả? Con trai con đưa này. Con của em luôn này vậy. Cháu con đó đi mang bệnh viện bữa nay chủ nhật nó về thăm cha. Dạ. Trời ơi tôi khóc quá trời luôn, con cho con nó lạ quá trời luôn, nó nói cắn lưỡi cắn vậy. Đau lắm. Đau quá đâu có tiếc. Đau quá lại lại uống sụm luôn á, tới nhà người ta chỗ càng lên lên còn nghe nữa. Em còn nhỏ quá, em còn quá nhỏ, mới có 25 tuổi rồi con mới lớn đó. Chúng còn chín nữa chứ. Bây giờ bệnh đau nè, vợ con leo nhóc nữa, không ai làm ra tiền nữa. Em nó có nói chuyện được không? Lương ơi, giờ em thấy trong người sao rồi Lương? Mệt. Nó đau mệt nữa lại, không? Mệt lại, nhức đau mệt lại nữa. Là cái cục bên đây làm đang bó thuốc ở trong ha. Dạ, rồi nó sưng nữa, nó sưng lên. Ồ, bớt sưng bự vậy nè. Hà cái miệng ăn cơm không được nữa, mấy bữa trước đó. Dạ. Nó bị cơ cắn hai cọng gai cổ á. Ăn được muộn hai muộn ăn cháo. Hai cọng cổ nó bị cho cá mình đó.
Nghe cái hơi thở là biết đau đớn. Bữa này đừng có ăn giống như bò, vịt, heo. Có cái ăn thịt heo không à? Thịt heo với cà lóc. Ăn cái là cái tạm gì nữa mà tép luôn. Tép gì không cho ăn. Nhăn mà chứ không, không hỏi em lương được rồi. Đau nhăn quá trời. Bây giờ đi, đây là kính thưa, đây là vợ của em, là chồng em là mắc bệnh là lúc ở trên Bình Dương ở đây. Bình Dương hả? Là lúc phát hiện là sao, giống như em phát hiện là chồng mình đó là thấy nhỏ rồi thấy chị từ từ không có về quê ở với mẹ. Chị là sao, giống như em đi bệnh viện, đi bệnh viện đuổi chồng mà người ta coi biết bệnh gì. Bệnh viện Sài Gòn luôn hả? Bệnh viện Sài Gòn luôn rồi thở năm cái gì đây đi chị từ nhỏ. Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn đó. Đúng rồi, cái ra rồi mấy em ba đây từ một tuần người ta đi cái đi bệnh viện một lần. Rồi đi từ một tuần mà không biết bệnh gì, mấy người ta nói em về thì em về tới giờ em ở với mẹ. Rồi cho chồng em ở với mẹ. Rồi về là uống thuốc nhà, uống thuốc nam không à, chứ đâu có đi khám hả? Không. Có thuốc nhất thì nằm bệnh viện 30 tháng 4 gần 20 ngày. Là một có vậy hết một ngày càng tao bự luôn. Nó càng to thêm nữa. To hai bên. Hai cục hai bên luôn. Đầu hai bên nữa. Đi nhập viện thì to lên nữa. Trời ơi, thấy con vậy đó, thuốc nó không có vô mình á, thành ra nó không có giảm bớt luôn. Thấy con vậy á, không có đúng đó, mà không có đúng. Thấy con tôi vậy, tôi không buồn, tôi buồn chết luôn. Còn trẻ tuổi. Đau đớn kìa chị em ơi, nhăn nhó. Hai cục hai bên luôn, cái nhà giờ ăn. Hai bên cổ hai cục luôn cái đúng đắp cái đó thấy bớt không cô đắp lâu chưa đắp mỗi ngày thầy đã cho đắp mỗi ngày thấy đỡ không cô thấy đỡ mấy ngày trước nó giật quá trời luôn mà bị giật hả cô giật á đã cắn lưỡi nữa. Giật nó đòi căng lưỡi. Tôi thức sáng đêm sáng ngại luôn á. Dạ. Chừng nó giật nó la dữ lắm. Tôi la tôi nhà bên kia người ta còn nghe nữa. Giật quá chịu đâu. Mọi người ai cũng đau lòng hết, bây giờ không biết sao nữa. Vô bệnh viện là cũng vô hết trơn rồi, thấy con hướng tư ở trên Sài Gòn nữa. Vô Long Phú rồi mới đưa Sóc Trăng, rồi Sóc Trăng đưa đi 30 tháng 4. Đưa đi thơ luôn mà, tặng thơ. Rồi đi thơ, người ta nói cưng ngặt vậy, người ta không nói coi đâu, không coi bệnh này đâu. Rồi tại vì ở cái chỗ bệnh viện nào vậy đó, xác nghiệm nào mỗi. Nó nói cho chú nhà có giấc bệnh vậy nữa. Xác nghiệm màu đêm để nhà có chết chết nhà nói chứ không có tiện sao mà đi được không có tiện sao mà đi được men lui nào còn có tiện lui đó mình đi không có tiện nó nói để ở nhà đi chết chết ở nhà đi em đi đâu á em ở nhà nó nói mình lại không có tiện nó có hai cái một người giống như không có cái gì hết trơn anh chị em mà nói câu quá đâu mà lòng đi đủ chỗ tốn tiền xe rồi không có giấc bình vậy đó tiền đâu mà đi xe bãi bao taxi á. Ông như là Phật mâm cho em là uống cái thuốc gì để trúng để cho nó đỡ lại cái mục thấy em nhăn quá trời anh chị em. Cái này đó nổi nổi là mình nướng đủ mình lăn á. Lăn là từ từ bãi. Hụt thư ở cũng lại có làm không? Thơ hụt thư ở. À chay à bình bát của bánh đó. Đủ hai chỉ làm đó. Nướng lăn luôn hả? Làm đủ hai chị bây giờ là nghe nói là mấy cái mục nó nhảy tùm lum hết trơn hả? Dạ. Ừ. Trời nó như một cốc vậy đó hả? Ừ. Bên đây luôn hả? Hai bên đây luôn hả? Nhập đó. Đó. Còn bên đó nữa đó. Bên đây luôn hả? Hai bên luôn. Trời ơi. Đất. Cái đàn ta chơi. Mở cho thử coi. Mở được không? Mở luôn, hồi đắp lại mở được mà. Quá tội. Hai bên hai một khi mấy thầy nó thấy cái bệnh đó người ta chỉ thuốc này kia. Trời ơi, trời bá luôn kìa. Hai chị đặt bệnh. Bên này mới bự nè. Bên này. Mà cái mục này là cái mục này thấy rõ mà tại sao mà không có biết là mục gì luôn á. Hai bên mấy cái đang chờ kìa nó nhảy kìa. Từ từ nó cũng đã bự nè. Cũng đi. Mỗi hai bên luôn. Hai bên luôn á. Nó đỡ. Ngồi được không? Ngồi được cho nó ngồi khỏe hơn không? Cho nó không?
Ôi bên đây chợ hơn nè, chợ bá luôn vậy. Bên này bự. Nãy tính đâu đắp thuốc mà nó bự vậy, nhà đâu là nó có một chợ bá luôn. Cái này hồi đó là nó đâu có nổi gì vậy đó con. Làm mất lăn chừng hai tuổi nó. Đó tôi đi kịp 30 tháng 4 nó mà ngại mà cạn. Thôi nó nằm gì 30 tháng 4 nó lên to gì đó. Hai bên luôn. Vậy sao mà chịu nổi không? Tương phơi cái loại này á. Loại không phải à. Là 6 tháng rồi em, bị 5-6 tháng hả? Bị lâu rồi. Lâu rồi. Từ Tết tới giờ phải không? Ừ. Từ Tết đến tới giờ đó. Từ nó là một năm. Quá hay thịt dữ dằn rồi chứ. Quá trời luôn. Tìm không ra luôn, bệnh viện Sài Gòn mà tìm không ra luôn mới ghê á. Tìm không ra luôn. Cái này ở đó là người ta không có nói phẫu thuật gì hết. Không nói gì hết trơn, nó vô bệnh viện là kêu người ta lắc đầu rồi. Ngộ gì, không có giải thích mình gì cho nha. Đắp thuốc đắp gì kinh ra để cho chứ. Nó tàn thôi. Mà trong khi đó thì là trụ cột, nữ vợ thì ở nhà giữ con đâu có làm gì đâu. Đứa con mới lớn này chưa. Cái này gia đình cũng chạy chữa hết khả năng lo luôn à. Dạ. Có đứa con mới lớn. Mẹ nó không chịu đi Sài Gòn. Rồi nhất thật giờ quý vị ơi. Nói chết ở nhà đi. Em là trụ cột trong gia đình nữa. Vợ con, mẹ già nữa. Bây giờ thì nếu mà có Mạnh Thường Quân giúp được á thì mình đi bệnh viện, mà đừng qua bệnh viện đó nữa, đi bệnh viện khác thử coi nó có biến chứng cái khác không, giống như bệnh viện khác để khám để biết cái bệnh. Bệnh chạy tiêu chảy đó, bệnh muốn chết luôn á. Thầy nói không có gà thì mấy người kia cười. Thầy không có rồi, thấy con không mẹ nó đau lòng. Thức sáng, đêm sáng ngại luôn, đâu có được ngủ gì đâu. Dạ. Điều nào một hơi cho tất nhiên. Bệnh nó gọi đi đột nhạn sáng đêm luôn, đột nhạn. Cho cả nhà, cho con. Không có quạt gió để cho em luôn. Không có cây quạt gió để cho em luôn. Ừ, cái nhà này nó quá thấp thôi. Quá trời nóng, bệnh mà nóng kiểu này nữa. Mười thằng con nó cũng nhập viện rồi đó. À, bị bệnh nữa bà. Bữa nay chủ nhật. Bữa nay chủ nhật. Tham gia nha. Hôm nay em tưởng là sáng đi nữa. Không có bảo hiểm luôn con. Không có bảo hiểm, tốn tiền không á. Là lúc mà trên bệnh viện trên Sài Gòn là ở nhà người mấy người, cha mẹ đâu có hay hả? Cha mẹ chồng không hay là chồng mình bệnh? Mà em lên chồng em cho biết là bệnh gì trước, mới em nói với cha mẹ em trước thì em khám rồi mấy lần rồi không biết bệnh gì. Không biết bệnh gì luôn. Nói với mẹ bệnh viện nói không biết bệnh này bệnh gì đâu, người ta kêu khám hoài luôn mà hai chồng em có hai chồng rồi không có đủ điều kiện đi khám, chứ không có bảo hiểm gì hết trơn. Là vô bệnh viện là bệnh viện khám như là giống như có thử máu hay là có chụp thử hình em gai hay là này do nói xói rồi nó nói là ung thư á. Hạch di căn. Rồi hỏi hạch di căn là gì, bác sĩ nó nói là ung thư, rồi là ông bác sĩ đó là lắc đầu luôn. Rồi nó từ em nói với mẹ rồi cho chồng về quê, rồi đi bệnh viện Cần Thơ nghe người ta nói ở đâu hay đi vậy đó, mà người ta cũng lắc đầu, chị không biết bệnh gì. Bên đây nói lao hạt, bên kia nói ung thư vậy. Tính ra những bệnh viện ung bú rồi nó đã đi hết rồi. Sài Gòn, Cần Thơ. Cần Thơ rồi. Em nằm 30 tháng 4 trước mới lâu nhiều lâu té. Tạm năm không ai rồi. Bây giờ đi hết chỗ rồi, chứ còn theo thầy nữa nha. Dạ. Theo thầy tới nhà đi đâu thầy đó. Theo thầy vậy đó. Theo thầy vậy đó. Bệnh viện nào cũng đi. Mà mổ đâu có mổ được đâu. Dạ, mổ được đâu. Nó bự quá, giờ mổ không ăn cơm mới còn là đây đi. Ôm nhôm nè. Thấy cái một nó càng to lên hả cô? Càng to. Một ngày càng ngày càng to lên hả? Càng gì đâu mà. Cái một càng ngày càng to lên. Nhìn cái đó cái mà mười nó nuôi xin chua chứ kẻ. Ghê hay vậy. Mà dùng thay mà. Vì tối á, ngủ là kia đau. 25 tuổi nó lớn quá, nó đau quá, nó nhức luôn á. Mình là ở nhức gắn cũng nhức, mà nhỏ này nó nhức dữ lắm, mà mày nó lạ đó. Nó gà. Nó giật luôn á. Dạ. Chứ cái mục này là coi như là giờ nó ăn luồn quá trời. Ta lại thăm nó, ta khóc hết trơn luôn. Ai lại thăm bằng nào con cô bà cho tiền chút mình đi bộ thuốc á. Dạ, bộ thuốc. Bộ thuốc. Thuốc nam á cô. Thuốc nam á. Thuốc nam luôn.
Ngày thầy uống thuốc nhất, tổ thêm hàng đêm á, chơi đau lắm. Cũng có uống nhưng mà nó không có hết. Giống như trời lạnh quá thì cái đau rồi, cho em nó nhức, trời ơi. Trời lạnh quá nó đau lên, cái nó giật luôn. Nên mới ghê là hút thuốc chùa nào? Thầy đi thầy khoán hả? Nói chung là nó chỉ đâu thì đi đó vậy đó, đi giáp hết trơn rồi. Dạ. Bệnh viện cũng nằm giáp hết luôn. Bệnh viện Vũ thì trên đó hay mà cũng đi rồi luôn. Giống như người anh á là bị 4 năm trời mà hai bên đây là hai một bên đây nè, khám không ra, tới chừng khám ra rồi là mổ hai cục thịt bị lớn vậy nè. Là hành mà tới tướng bự hơn tướng em này nữa. À, hành á mà mổ ra đó rồi là tóc hành hết bệnh liền ngay chốc á. 4 năm trời biết bao nhiêu tiền. Rồi nó đau kìa. Nhất á trời, chịu không nổi thôi em nằm rồi mà ra. Chắc em nó la dữ lắm em. La dữ lắm. La qua la xài cái nó. Nó la trong sâu là nhân quả nó la. Dạ. Nó giật cái tay, nó giật 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 vậy luôn. Dạ. Nó to hết cái tay. Chứ sao nhỉ, nổi mà mình nhức gan không ngỡ đêm mình chịu còn không nổi nữa. Ăn đêm cũng như nó nhức vậy, nó mát lạnh chúng mình đó. Nó lạnh quá trời lạnh, dạ. Nhức dữ lắm. Nhức cái bụng không có được, mình tiền hạng được nữa. Tôi lại gờ gờ dùng, dạ. dùng gờ gờ đó rồi thấy mình lại. Nói bắt tay dùng con, tiếp con đi. Mấy con chị thấy em đến người. Mọi người cũng đến thăm để chia sẻ con đó. Sáng cũng lại tham gia rồi. Lại thăm tiếp rồi. Tôi là cô buộc. Dạ. Yeah. Cái tội nghiệp quá. Sáng lại thăm lần đang đi làm đó. Vợ nó uống nhôm ăn cơm ăn gì đâu có được. Đâu có chảo được. Phải ăn chảo thịt bẩm được cơm muộn hai muộn đi ăn. Dưới cái trời. Nó bự quá nó ăn không được á. Dạ. Tội mà nổi hai bên luôn mới đọc hai bên luôn. Ừ. Nó lây nữa kìa, nó lây ra sao cái ốc nữa kìa. Lúc chưa có bự vậy đó. Cảm ơn quý tông chúng nào đây nữa. Không hơn nữa cô. Bự hết xung quanh này rồi đập tới có thể thay đạo rồi đó. Hay nó rút hả? Bớt rồi đó. Ừ, đập giờ tôi thay bớt. Cái này cũng ơn này luôn nè. Như mà rồi đi nằm bên dạng 30 tháng 4 này như vậy nè, thay ở vô thay tội quá trời luôn. Đi nằm bên dạng 30 tháng 4 nó u lên tới hai cái bên này. Tôi không biết cái đầu gì nè, bây giờ nó xuống. Không biết sao đâu, thay con vậy tôi khóc luôn rồi. Con nhìn kìa. Thấy cha bị gì con biết không? Hả? Con biết nghe tiếng gì không? Chưa biết hả? Ờ chỉ kìa trời ơi. Cha đi đâu rồi? Cha đi nằm bên giàn rồi. Cha đi ăn con thua đây cho. Ông chư nã, đó, biết đau ngang cổ đó kìa. Đau ngang cổ đó hả? Là ghê dấu đó hả? Ôi quá trời luôn, còn nhỏ xíu. Quá trời nghe. Làm lại quá trang chị nhớ. Đi chân á, thà luôn mới bệnh nhỏ là bị sốt hết. Nhìn thấy cha vậy thương không? Thương cha không? Thương cha. Thương. Trời ơi. Nghĩ kìa. Ghê buồn kìa. Mới cái tuổi 25 mà mất cái chứng bệnh lạ quá anh chị em ơi. Tất cả mình uống được gì không cô? Uống được gì đâu, sang đêm luôn á. Mấy tháng rồi không có ngủ. Trời ơi, con ăn được nhiều không? Con ngủ không được, chỉ còn thấy con vậy đâu có buộc được ăn mặc. Sáng giờ ăn được gì rồi em? Ăn được chút xíu, tới xa tới giờ luôn á, chứ được ăn gì vô nữa. Ăn là nó hơi đau nhất. Nuốt vô đau, nuốt đoạn vô đau. Ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo. Vậy mà sao chịu nổi, sưng quá vậy sưng. Nhất quá rồi, bằng ngày thì trời nắng vậy nó hơi đỡ. Tới trời, này nóng, trời tối, rồi, này nóng nóng rồi. Nó nhức nhiều nữa. Men vạt, này không, 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 cái quạt gắn cho em nó đã đỡ thôi. Chị hai mua tấu, nằm ở đây. Cái gì vậy cho má đắng nữa. Quá trời nóng luôn. Mẹ, đi đây không có ổ điện. Đổ cái quạt, quạt cho cho dân. Không có tổ đây hoàn cảnh đó có bây giờ như sao cái nhà cái tình hình này cái tôn mình muốn đụng vết lá hai bên hai cục mềm hay cứng không? Mềm đụng vô cứng nào? Cứng nào? Tại vì cái nó
lấy cái mà đắp cho vậy đó, rồi vì dùng đắp cho mỗi ngày nè. Vì dùng đắp cho đó, hồi đó thì cứng nhắc á, bây giờ cũng như là mềm mềm vậy đó. Hồi đó sưng tới này luôn á, cái cổ này cũng sưng tới này luôn á. Sưng tới, rồi nó la làng hoài á, vì ở đây nè là vì ngủ có được nữa lại. Thằng đêm cũng vậy lại hai ba lần vậy đó. Ngày tiếp thấy nó la quá. Mẹ đó bây giờ cũng như là đuôi á. Tôi cũng như là ngủ không có được, chỉ không được hết trơn á. Dạ. Con la vậy nó ngồi khóc hoài, tôi biết cái gì mà tiếp con. Thấy con vậy đâu có tiếp được đâu. Vậy. Bởi vì thấy vậy á, vậy lại đêm nào cũng vậy lại hai ba đêm luôn á, à, hai ba ngày, ba lần luôn á. Ủa người nghe nói là cha mẹ em mất nữa hả? Dạ. Quê em mẹ đâu? Bên vợ mất hết trơn rồi. An Giang hả? An Giang là gần Tân Châu, Vĩnh Sương. Cho cha mẹ không có chữa được nữa. Tiền thì không có nữa, rồi nuôi đứa con nữa nè anh chị. Theo mấy cô thì bây giờ muốn Mạnh Thường Quân là giúp hai chồng như thế nào? Theo mong muốn của mình á, cũng như tạm thời bây giờ là giúp tiền ăn uống nè, thuốc men ha, thuốc men ăn uống cho em luôn. Em mong muốn gì hiện tại giờ, em mong muốn cái gì? Đó đó đó, ở trong cài cái nhất nè, kẹp kẹp cái nhất cho mình kẹp nha. Mong muốn của mình á, muốn Mạnh Thường Quân giúp chồng như thế nào? Đi sẽ đạp bên em lo sẽ đạp. Bây giờ em muốn cho mấy anh giúp tới chồng em có thuốc con này uống cho đỡ đau thôi. Cho khỏi là bây giờ quan trọng là giúp cái bệnh trước nha. Giúp cái bệnh cho em chồng em chứ bớt đau đớn. Nói chung là em cũng muốn anh tiếng Việt nó cũng thông cảm cho em. Cũng như muốn giúp cho chồng hết bệnh á, muốn giúp mà không biết đường nói. Đơn đau tối nào cũng thay đơn đau cho chồng thay phụ làm vậy. Thấy chồng không được vậy là thấy cần nói đâu mấy cậu. Thấy chồng như vậy cũng đau lòng. Dạ. Không biết giúp chồng sao. Chồng nó lạ cũng nó khống vại luôn. Dạ. Hai mẹ con bây giờ chị xin mấy anh giúp tới chồng em cho. Trời chết tay luôn rồi chị em ơi. Gọi cho đừng đau. Quá tội. Mất tín hiệu CBS. Không có gần tiếng Việt thì chấp tay luôn, cầu xin luôn anh chị em ơi. Thì em không có gần tiếng Việt thì... Quá thì người vợ... Không có gần tiếng Việt nữa. Dạ. Vì muốn là ông bà gì đó giúp cho chồng hết bệnh. Chồng ơi, phụ mình chui đọc đầy con bàn khá lạc bình nạp bình nâng cả bàn đấy. Hai ai bà đầy con bàn bình nạp thật. Cầm ơi, cứ chung chạp chung bình nông. Cũng như là cầu mong cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ ít nhiều gì cho... Cũng như là có tiền thuốc men tiếp tục để đừng có đau đớn nữa. Đó là nãy giờ em nói vậy đúng rồi. Là ít nhiều gì không cần biết yêu cầu có tiền thuốc men để cho đỡ cái nhức đau để tối la mà đòi cắn lưỡi hoài đó. Thì em nói là cầu xin luôn đó, lại cầu xin đó. Tại vì nói tiếng Việt không gần rồi giống như nói không có liên tục được. Nó hết bệnh nó ra đi tu đó. Chị Lương hả? Nó nói cắn bệnh để chạy cắn đau bệnh nó đi tu rồi. Mẹ ơi, cha ơi, con chịu hết nổi rồi, cho con hết bệnh đi, con đi tu. Đau đớn quá chịu không nổi nữa. Hay gì đâu Phật. Cái mỗi đêm gì lại mỗi đêm á. Cái này có thể là mình xin cho trên chùa người dân tộc có cho nằm lại không, xin lên chảnh nằm mới rồi giống như giấy á. Được không? Rồi mình bớt thuốc cho. Mình giấy cũng được. Dạ. Bây giờ nó đưa bệnh thì làm nó hết bệnh á, giấy nó hết bệnh á. Dạ, chùa dân tộc có. Dạ. Nó như chùa viện. Chứ không phải như chùa Việt mà bệnh thì lên nằm được. Cái đó là người ta lui luôn. Đúng rồi. Còn cái này nó có. Nói nó niệm tên, nó niệm thật gì đó, nói cho nó hết bệnh á. Dạ. Cho ông trời nó hết bệnh đi, rồi nó đi tu trả lại ông trời vậy đó, thương nó, thương mến nó đó. Dạ. Nó nói vậy đó. Cô qua đây em nhìn đưa ai cũng rơi nước mắt. Kêu mẹ ơi, cha ơi, cái con đây lại coi cũng đã ra cho bạc hết trơn rồi. Tôi có con này cũng nghèo khổ lắm, đâu có giàu gì đâu. Cô này cũng khổ dữ lắm nè. Tại sao mỗi ngày vậy đó. Không biết sao, cái nhà bệnh viện bây giờ là cũng đi hết rồi, nát hết trơn rồi. Bệnh viện đã bỏ rồi. Có đứa con nữa. Đi làm giờ cái gì đó cả nhà. Thì cũng không biết sao nữa giờ. Tụi con á đến đây thì cũng có quà thôi của Mạnh Thường Quân. Cũng gửi cho hai vợ chồng ha. Hai chồng
em giữ tiền đúng không? Em giữ tiền lo cho chồng ha. Có phần quà để đi lấy phần quà giùm anh. Dạ dạ anh Thắng. Có hộp thuốc á, hàng thuốc lấy giùm em luôn anh Thắng. Dạ để trong xe. Nó đẻ ra một cái sau nữa, sau lưng nữa. Nhìn dễ đau đớn, nhìn dễ biết. Lại quỳ á con. Xuống tới đây luôn nè. Dạ. Xuống tới đây hai hộp luôn, nó mới lớn vậy nè. Rồi bây giờ sức cái thuốc đó bây giờ nó hơi cái hàng. Không được, nó không được. Nó hàng cái hai bên đó. Đừng đừng lấy cô chú nha. Hai một này rồi nó nhức rồi sao mà ngủ nổi. Quá trời. Ôm đầu không? Hồi đó đâu chắc ốm vậy hả? Từ lúc mà nổi rồi bị gút đó hả? Lúc ốm. Ngày nào ngủ mà được. Cơm cũng để nó ăn. Thuốc thuốc cho ngay chồng. Thôi còn bao gạo. Cảm ơn anh Thắng. Dạ cảm ơn anh Thắng. Thì hôm nay anh em đến thăm thì cũng có phần quà của anh Trần Tề Tình ở Sóc Trăng á. Dạ. Gửi cho hai chồng ha, hai chồng với em Lương. Cái này hộp thuốc này thuốc thuốc nam nè cô. Đó, chừng nào thấy em nó khỏe khỏe rồi cho uống thử coi. Ở đây là bột ngải đen, bột củ ngải đen á, bài thuốc nam cũng hay lắm, ngăn ngừa khối u này kia hay lắm. Nó thì pha với nước ấm á, cho em nó uống, lận muỗng coi sao. Cứ uống thuốc tây bình thường nhưng mà cho uống thêm có ha. Cái này là đúng rồi, cái này là thuốc giống như Panadol vậy đó. Bên của vợ chồng của chú Nam ở bên Úc á, gửi cho gia đình luôn ha. Và bên cạnh đó thì em cũng xin phép quý mạnh thần quân cũng xin trích một ít quỹ á để gửi cho hai vợ chồng. Trước nhất là để giống như đồ ăn nè, cái gì cần thiết á, thuốc men gì cho chồng á mình làm. Cái đầu tiên thì có phần quà của anh Trần Tề Tình ở Sóc Trăng, thì em cũng xin phép anh hỗ trợ cho gia đình thêm là 500.000. Tiếp đó thì cũng có chú Sơn Việt Kiều Mỹ, chú Sơn Việt Kiều Mỹ cũng gửi hỗ trợ 500.000 ha. Và tiếp đó thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ 500.000. Và tiếp đó thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500. Tiếp nữa thì có cô Nga, cô Yến, cô Sương Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500. Cô Hồng ở Pháp hỗ trợ 500. Anh Hiền ở Úc hỗ trợ 500. Và tiếp nữa thì có cô Ngọc Điệp, cô Thu Nguyệt hỗ trợ 500. Và tiếp nữa thì trời ơi, đau. Tiếp nữa thì có chị Ngọc Châu hỗ trợ 500. Và cuối cùng thì có cô Yến Đỗ hỗ trợ 500. Đó thì tổng số tiền hôm nay em đến đây cũng như là anh gửi cho gia đình mình là 5 triệu đồng ha. 5 triệu đồng. Cũng như để cho lo bệnh cho em Lương đó nha. Không nhiều băng đó. Dạ. Thuộc mèn cho rồi uống cho. Dạ. Yeah. Thấy tội quá. Ở đây cũng như là bước đầu anh em đến vậy đó. Về hỗ trợ cho gia đình mình. Rồi khi mà về anh em đăng tải lên. Quý nhà hảo tâm nào thương thì tiếp tục giúp đỡ thì anh em lại đến và gửi ha. Rồi anh nhận, em nhận giúp anh nha. Em tên gì? Em tên Viện. Viện. Hey, nhận tiền giúp anh ha. Rồi đây. 1 triệu. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu đúng không? Rồi, số tiền 5 triệu đồng. Qua quỹ của Barina cũng như là cùng anh em ở Sóc Trăng á. Em cảm ơn mấy anh nhiều, mấy cô đã giúp tôi cùng em mua thuốc mua này kia uống cho đỡ. Gán gán bò. Cố gắng lên, cố gắng lên. Chứ giờ chỉ biết cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho em Lương chứ giờ biết sao nữa. Cũng nhìn nhìn, không, không. Dịch, dịch, dịch. Là cũng như là chắp tay lên cũng như là cầu nguyện coi như là chúc cô chú anh chị em đã giúp chồng như là quá trình thang thuốc như vậy thì cũng như là chúc cô chú nhiều sức khỏe. Dạ. Và chắp tay lên cũng cầu nguyện mời phương chư Phật cũng như là độ cho tất cả cô chú mạnh thường quân và chồng cho mau khỏi bệnh. Cái số tiền này thì em dùng để mua thuốc và dùng để lo cho chồng là dịch như vậy. Do em cũng không có gành tiếng Khmer nên mình dịch ra giùm em để cho cô chú hiểu được. Dạ. Mô Phật bên em cũng có phóng viên này anh chị em.
có mấy cô nè, hai cũng mừng. Mạnh Thường Quân giúp cho hai vợ chồng thì mấy cô cũng mừng đúng không? Dạ, mừng. Cảm ơn nhiều Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em, hai vợ chồng em đi. Lại bỏ cho thiền định bỏ thuốc cho nó uống mỗi ngày đó. Cháu mau hết bệnh đi. Một thao vậy 4 triệu mấy á. 4 triệu 4 cho đỡ cho con vợ tháng á. Dạ. Nửa tháng thì 2 triệu 200. Dạ. Nào bệnh viện mới cha nó khóc ha, cha nó la nó lại ngồi vậy đó. Dạ. Nó không có được, cũng không có được ngủ đâu. Dạ. Rồi con ngủ thấy cha nó giật la chạy quá thì nó ngồi lên nó khóc. Bữa nó đau quá không biết sao quá, thấy mình lại bác Tư ơi, bác Tư lại ôm mình đó, cho mình ôm nó. Ngủ hả cô? Ngủ hả? Mặt như là đau mặt mệt mệt chân nặng mịch mà hơi chân nó hơi mệt mệt chứ nó ngủ hơi chịu chút cái tết đau quá thì tết chị nữa. Dạ. Nó vậy đó. Cô có gửi lời đến Mạnh Thường Quân không cô? Ừ. Cô có gửi lời đến Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn cảm ơn chú nhiều á. Dạ. Làm cho con tôi ngoài nước trong nước thì giúp đỡ. Cảm ơn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều này, cảm ơn mấy chú Mạnh Thường Quân. Tôi không có cũng có bệnh chân Việt. Dạ. Dạ. Đây không ai là chân Việt ăn nhiều. Mấy vị cho tiền nó cảm ơn nhiều. Giúp cho mấy cậu thuốc men sức khỏe. Dạ cho con bơ hết bệnh đó, dạy cho con hết bệnh đi, từ học sáng đêm luôn á. Dạ. Tôi cũng là cắt tiền đem để thay xuống rồi. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Em nó ngủ quá nhiều. Đau quá. Đau quá hả? Em đau quá. Cảm ơn nhiều lắm. Không một cục nữa. Có tiền rồi Lương ơi, kìa đi đưa tiền cho Lương cầm nha. Đưa tiền cho Lương cầm, mua thuốc uống nha, mua đồ ăn nha. Mạnh Thường Quân gửi đó nha. Rồi được rồi, đừng có nói đâu. Cảm ơn đó, chắp tay là cảm ơn Mạnh Thường Quân đó cả nhà. Cố gắng lên nha em, cố gắng niệm Phật để cho vượt qua cái bệnh nha. Đau đớn biết bao nhiêu mà nói cả nhà. Con trẻ rất là đẹp trai luôn, rất đẹp trai mà mất cái căn bệnh gì. Đẹp con nó giống nó. Đẹp trai. Đẹp vậy đó. Giống cha lên nữa. Ngồi đắp thuốc hả? Dạ. Rồi đắp lên đi. Đắp lên cho chồng đi em. Đắp thuốc đi. Okay. Lực 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 ông đâu cái đó cái đó cũng nó lên nhỏ rồi bây giờ sắp kê thuốc rồi hết rồi đó anh đi không mà tại gì đâu không thầy đó bên sao á, bên sao nó lên chứ vậy cái mẹ chân tấu thấy luôn đó rồi thắt bệnh họ bệnh mai ngày chưa có nó khóc rồi nó mặt đỏ muôn căng lười đó rồi nó giật cái tay nó giật không à. Lương cố gắng lên, không có nghĩ vậy nghe Lương nha, còn vợ còn con. Còn chị em mình nó lại cho tiền nó con đừng có. Bây giờ nó vậy đó, cậu mấy chú giúp đỡ vậy bây giờ cũng không biết có lời nào đâu. Cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, tụi con là kết nối thôi. Cảm ơn mấy chú, mấy cậu Thường Quân. Hy vọng thì sau khi mà anh em đăng tải Mạnh Quân tiếp tục thương và giúp cho em Lương này. Để chứ giờ trong thời gian này đâu có làm gì ra tiền đâu. Lo cho vợ con nữa. Bởi chậu ai vợ nó đi làm nó cũng không có được nữa, cũng như là mẹ cha cũng khổ nữa, lớp con nữa nó đi làm ở đâu được. Như bình thường đi làm thì đâu đến nỗi mà dính cái bệnh cái khổ nó cô. Chút cái bệnh nó khổ. Bệnh ngặt nghèo này nó có hay đắp tử. Đắp cả ba luôn mà. Mình bả cái này nó. Sao vậy? Nó nằm thôi. Nào. Mơ bà chẳng đêm cho nó khỏi á. Thẻ quá đây quá. Không đặt nữa các cả bà đó đặt từ đặt cho ở đây cái này á. Đây dựng đặt rổ cái đặt ra đứng lưng bạn cái đặt các bà đó. Ở bưng các bà nó như cái cái qua đi cả đây. Đó là lạnh rồi. Ai giờ hết nghe đi bưng thưa này chân tới bên đi ha bữa trưa. Thôi em nghỉ ngơi ha. Nghỉ ngơi đi, nằm nghỉ ngơi rồi gán ăn uống vô. Có thuốc mình cho cháu đi thử. Rồi rồi, anh chào em nha, nghỉ ngơi, cố gắng lên. Cảm ơn mấy cô mấy bác nó nhiều lắm. Rồi, ngoài nước trong nước thì cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Còn bà nội nghe vậy, bà nội đi thăm ông Việt, bà nội ở nhà. Bà nội ở nhà. Bà nội.
ở với cô ở bển à, dạ. Rồi bà đi không có được, dạ. Bà nghe vậy bà muốn đi bà không ngủ, dạ. Hả, già quá rồi, chín năm tuổi rồi, giờ giờ không có máu nữa, sao cô? Xanh liệt, giống như, như nó đau quá, nó đau quá, nó nhức nó đau quá, nó hành quá thì nó vẫn cứ co, nó đau mà nó cũng đỏ lại, nó đau vậy, cái tay cái chân gì cũng như hết máu, không ăn, nấu cái gì á, nấu cái gì xay xay nhuyễn cho em ăn. Súp hay cái gì đó mà súp chứ là cháo cho nó ăn mỗi ngày cũng như là cháo không đó, nó hành mình nữa ăn vô rồi chỉ là cháo vô bộ cho nó thì nó hành mình nữa cho ăn cả mày đó, cho chọn tiền mày tại bộ cho nó ăn đồ bổ đâu rồi chồng chứ mình nhấp hoài vậy đó, bỏ vô là nó hành mình ăn mình nặng cơm nữa ăn nhậu với nó cũng như mình ăn chọn ăn rồi không ăn đồ bổ dạ. Ăn cơm với ăn thịt heo với nước tương nước mắm ăn cũng không có được hết tại vì nước mắm ta làm được, ta làm là cá biển á, dạ. Ta làm cá biển á cho nó ăn là nước tương, dạ. Nước tương cũng như là người ta làm bằng xiên mình á, dạ. Vì bây giờ cái gì ăn không có được không cho ăn kiêng cử nhiều ha, cử lắm cái gì cái đau bệnh đó gán lên. Cứ nhiều thứ lắm dạ, chào mấy cô nha. Dạ, 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 dạ con chào mấy cô, con chào hai đứa. Dạ. Mấy cô mấy gì ở đây cũng vậy cũng cảm ơn. Dạ dạ. 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 Cảm ơn em nha. Dạ. Nhà của giúp hai dòng em vui. Bây giờ nó lại ở đây em có trên chứ. Mình đừng không lại giúp đỡ gì cũng vui. Vui lắm. Mà kệ đi cho mình vui vậy đi cho nó mau lạnh. Dạ. Đắp cái này nè. Đây là phía sau nhà của em. Dạ. Đắp cái này cái nói đó mỏi ngày đắp lá này đắp lá này thấy khỏe đó. Dạ, 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 đắp lá một ngót á. Đắp thường xuyên để thầy cho đắp một đây là phía ngoài của chú anh chị. Cái này nó khỏe nó mát như nó mát cho mình á. Dạ dạ. Ồ chị ạ, nếu vậy thì phải cái em chia sẻ hoàn cảnh của em Lương 25 tuổi thì mắc căn bệnh thì khối u hai bên cần cổ của chú anh chị. Rất là lớn luôn. Thì có vợ và một con nhỏ. Thì em là trụ cột chính trong gia đình nữa của chú anh chị. Thì anh em đến chia sẻ thì qua kênh mấy anh cũng có hỗ trợ bước đầu từ tấm lòng của nhà hảo tâm thì cho gia đình thì có tiền thuốc thang cho em. Thì em cũng thay mặt gia đình cũng như anh em chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả với nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân thì đã luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì em cũng xin hẹn của chú anh chị những video tiếp theo. Dạ em xin chào.